Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh chuối nướng. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là 3 lạng rưỡi chuối. Ta bắt đầu xắt chuối. Bây giờ ta bắt đầu đổ vào đây 50g đường. Và một chút muối. Một chút vani. Ta bắt đầu quậy đường lên. Cháu ơi, cái chuối này ta quậy thật là đều rồi. Bây giờ ta bắt đầu cho một lạng 80g bột năng và 20g bột gạo. Ta bắt đầu bỏ vào đây một lạng sữa tươi. Bây giờ ta bắt đầu quậy lên cho thật đều. Các bạn và các cháu ơi, đây là 30g bánh mì cũ. Bánh mì cũ cũng được mà bánh mì khô cũng được. Bây giờ ta bắt đầu xắt cho mỏng. Bây giờ ta đổ cái nước sữa tươi và bột vào trong bánh mì này. Bây giờ ta quậy lên cho nó mềm ra các bạn và các cháu ạ. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta dùng cái bao tay ta bóp cái bánh mì và bột. Mà bây giờ mình thấy nó đặc quá, mình đổ thêm sữa tươi vào. Bây giờ tiếp theo ta đổ cái bột bánh mì và sữa tươi vào trong cái tô này. Quậy cho thật đều. Các bạn và các cháu ơi, vậy là ta đổ vô trong này một lạng rưỡi sữa tươi và bột năng là 80g, bột gạo là 20g và 30g bánh mì cũ cũng được và bánh mì khô cũng được. Bây giờ ta cho cái bánh chuối sang bên này. Bây giờ ta bắt đầu làm giấy. Các bạn ơi, đây là giấy nến. Giấy nến, đây là cái hộp của giấy nến. Cái này mình mua ở chỗ làm bánh dẻo, khuôn bánh dẻo và dụng cụ làm bánh dẻo. Bây giờ ta dùng một cái đĩa cân hay là một cái khuôn bằng nhôm cũng được. Ta lấy một cái bút ta vẽ. Ta nên dùng bút lông thì nó sẽ rõ hơn. Bây giờ ta vẽ như vậy, vẽ theo cái dĩa cân như vậy. Và bây giờ mình dùng kéo mình cắt theo cái đường vòng này. Bây giờ ta bắt đầu đổ dầu ăn trong khuôn này. Và mình dùng cái bao tay mình thoa cái đều cái khuôn như vậy, mình chỉ cần thoa cái mặt trên này thôi, còn mặt dưới người ta mình đã xài giấy nén rồi.
Đó, mình cho đồ ăn như vậy. Đúng ra mình nhướng bơ nhưng mà ăn bơ thì không tốt sức khỏe. Bởi vì bơ thì nó đông đặc cho nên là không tốt sức khỏe, cho nên ta không nên ăn bơ. Bây giờ ta bắt đầu lót cái nến ở trong khuôn. Các bạn và các cháu nhớ nha, mua cái giấy nén này phải mua ở trên Biên Hòa, còn nếu các bạn ở các chỗ khác thì mua ở chợ lớn, mua ở chỗ dụng cụ làm bánh thì mới có, còn các bạn và các cháu mua ở cái chỗ chợ nhỏ nhỏ thì không có đâu. Bây giờ ta cắm điện vào, ta bật lò lên cho nó nóng. Mình để cả lửa trên lửa dưới nha các bạn và các cháu. Bây giờ ta bắt đầu đổ tổ chuối vào để mình cân thử xem được mấy lạng chuối. Bây giờ ta bắt đầu đổ chuối vào khuôn. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta cân được tất cả được 6 lạng 4. Bây giờ ta bắt đầu bỏ trong lò nướng. Cái bánh chuối này mình nướng mình không canh giờ được các bạn và các cháu ạ, tại vì mình cứ canh nó vàng là được thôi. Tại vì mình thì lâu lâu mình mới nướng một lần cho nên mình cũng không có nhớ đến giờ của nó nữa. Các bạn và các cháu thân mến, hôm nay Ngọc có vài lời tâm sự với các bạn và các cháu như vậy. Thì lúc đầu Ngọc làm YouTube, làm video thì Ngọc cũng có xưng hô là các bạn. Nhưng mà các cháu yêu cầu là cô ơi cô đổi cách xưng hô đi, tại vì tụi cháu còn nhỏ lắm mà cô xưng như vậy thì thấy nó xa lạ lắm. Thì mình lại thay đổi cách xưng hô, mình lại kêu các cháu, tại vì mình thấy các cháu là coi nhiều hơn. Thì trong đó thì lại có một số chị em thì bảo là tại sao ở trong này có nhiều người các lứa tuổi đều coi hết và trên thế giới đều coi hết, mà cô thì cứ xưng là các cháu. Thì bây giờ trong một video thì nhiều khi mình cũng không nói là hoàn toàn được, tại vì trong video là mình phải chú tâm đến video này, rồi nhiều khi nói thì nói nó lủng cà lủng củng thì thôi, nhiều khi sơ suất thì các bạn cũng thông cảm. Chứ còn mình thì mình lên video thì mình muốn được thiện cảm tất cả mọi người. Có cháu thì bảo chứ cô ơi cô xưng các bạn đi, chứ cô xưng vừa các cháu vừa các bạn thì video nó sẽ không hay. Còn có cháu thì bảo là cô cháu thích cô xưng các bạn. Thì bây giờ thì thôi, các chị em nếu mà cảm thấy không vui thì cũng thông cảm cho mình, thì từ mình thì cũng thích như vậy thôi. Nhưng mà nhiều lúc mình làm video thì nhiều lúc mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên mình cũng không có nhớ được. Và mình mới nhận được một cái thông báo là 6 ngày nay rồi, nhưng mà mình thì mình không có coi thông báo, nhiều lúc bận quá cho nên là không có coi được. Và tiện đây thì có cháu thì nói với cô rằng sao cô không trả lời, không có thời gian sao không, cô không trả lời. Nhưng mà cô thì cô rất bận, cô không có thời gian. Thật sự là nhiều khi cô lên video một là như vậy đó, ban ngày cô phải làm việc rồi cô phải bán hàng, cho nên là cô rất là bận, thôi các cháu thông cảm. Thì mình cũng chẳng biết nói gì hơn hết. Thì thôi, nếu mà các chị em mà không vui thì các chị em cũng thông cảm. Thôi mình cũng không biết nói gì hơn nữa. Các bạn và các cháu thân mến, đây là giấy nến cũng 30.000. Mà nếu mà các bạn và các cháu không có giấy nến thì các bạn và các cháu có thể thay thế bằng giấy học trò mà giấy chưa biết. Chứ còn giấy biết rồi thì nó không có vệ sinh. Đây là giấy nến mà không mua được thì ta xài giấy học trò cũng được. Và tiện đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn biết là, và các cháu biết là hôm bữa có các cháu hỏi cô là cái cô xài bơ gì, thì cô xài bơ này đó, cô xài bơ này và bơ Tường An. Và mình cũng nói cho các bạn là các cháu biết như vậy nè, chúng ta không nên ăn bơ nhiều, tự vì bơ nó rất đông cứng, nó đông đặc luôn, mà không tốt cho những người bị máu mỡ. Cho nên ta sử dụng dầu ăn là tốt nhất.
có thể bánh mì sấy mình xài dầu ăn cũng được, không cần xài bơ đó. Xài bơ thì nó thơm thôi chứ còn bơ thì không tốt cho sức khỏe. Và cô cũng giới thiệu cho các cháu là như vậy, trong các thứ bánh thì ta đều xài bột năng hết, ít có khi xài bột mì lắm. Như bánh bông lan thì xài bột mì, chứ còn chè bột lọc, bánh bột lọc hay là bánh chuối hấp ta cũng xài bột năng. Ta xài kèm 80g bột năng, 20g bột gạo thôi. Thì có nhiều cháu hỏi cô nhưng mà cô không có thời gian để trả lời. Còn những cái dụng cụ để làm thì mình mua ở dụng cụ gia đình. Còn thí dụ như đường hay là cacao, vani thì ta mua ở hàng tạp phẩm, hàng nào cũng có hết, có thể cả quán cũng có nữa. Và khuôn nấu rau câu hay là khuôn làm da ua thì ta mua ở trong hàng dụng cụ gia đình. Và nướng chuối hấp thì lúc đầu ta xài ở nhiệt độ 200 thôi, vì sau thì nó bánh đã khoảng nướng nửa giờ thì ta xài ở nhiệt độ 250. Và thỉnh thoảng các bạn và các cháu nhớ mở bánh ra, ta xoay đi cho nó đều. Nhiều khi lò điện thì cũng có chỗ nóng chỗ không nóng, ta xoay cho đều. Và cái số giờ của cái lò điện này thì mình cũng chưa có nắm được, tự vì mình nướng mình cũng quên, chẳng để ý đến giờ nữa. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ bánh chuối của mình nó chưa có vàng, nhưng mà mình thấy ở trên nó khô quá thì ta có thể cho lên một lớp dầu ăn như vậy để cho cái bánh nó ướt nó đẹp mà nó ngon nữa. Nó ta giải trên một lớp dầu ăn. Giờ bắt đầu ta bỏ vào lò lại. Mình nướng bánh chuối, mình nướng lửa nhỏ chừng nào bánh ngon thì đấy, mình nướng lửa nhỏ là bánh nó sẽ đỏ rất là đẹp. Các bạn và các cháu thân mến, đây là một ổ bánh chuối mình vừa nướng xong. Đây là ổ bánh chuối mình vừa nướng xong. Và bây giờ ta bắt đầu lấy bánh chuối ra. Đó, ta lấy bánh chuối ra. Còn đây là một ổ bánh chuối mình nướng xong rồi lúc chiều. Bây giờ ta lấy bánh chuối ta ăn thử. Các bạn và các cháu thân mến, cái bánh chuối này á, là không cắt nóng được, mình phải cắt nguội. Cho nên là mình làm một ổ bánh lúc chiều để cắt cho các bạn và các cháu nhìn thấy. Bây giờ ta bắt đầu ăn thử bánh chuối. Mình nướng bánh chuối, mình nướng lửa nhỏ thì bánh nó mới đỏ như vậy nè các bạn và các cháu à. Đó, nếu mình nướng lửa to nó không có đỏ, mình nướng lửa nhỏ thôi. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.